Lindo mở lớp học dạy tiếng Việt cho các bạn nhỏ ở Angola. Tra dáng thầy giáo tận tình chỉ viết bảng chữ cái, khán giả không ngần ngại đợi anh nhập tịch. A B C. D. S D. Depois cortar assim um pouco aqui. Não, essa aqui é D, fica assim. Kể từ khi nhóm Quang Linh Vlog đến Angola, người dân ở đây đã có việc làm ổn định, biết thêm nhiều điều về văn hóa Việt Nam. Trong đó có thể nhắc tới Lindo, một thành viên từng thuộc team châu Phi. Chàng trai này đã có cuộc sống tốt hơn, thậm chí còn học được tiếng Việt nhờ tiếp xúc với nam YouTuber sinh năm 1997. Không chỉ chăm chỉ, anh còn mở lớp để dạy cho những đứa trẻ ở đây biết đến tiếng Việt. Trong đoạn video, Lindo đã ghi lại buổi học đầu tiên của các em nhỏ ở Angola. Chàng trai này chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập và phát cho mỗi bạn. Lindo rất trai dáng, một người am hiểu về tiếng Việt. Anh chu đáo in bảng chữ cái để dạy cho những đứa trẻ từ các từ đầu tiên. Thầy giáo còn cẩn thận đi một phòng xem học trò của mình viết như thế nào để chỉ chúng viết cho chính xác. Sau đó Lindo cũng tâm lý chuẩn bị bánh cho các bạn nhỏ như một món quà tinh thần để động viên khích lệ nhất tỷ học tập. Ai sau khi xem xong đoạn video dạy học của anh cũng dành lời khen cho chàng trai châu Phi này khi có thể nói được tiếng Việt rất nhanh chóng, còn có thể truyền đạt lại cho người khác. Dân tình có thể thấy anh rất am hiểu, yêu thích văn hóa của đất nước hình chữ S. Một số người còn gợi ý cho Lindo học tiếng Việt thật giỏi, trôi qua Việt Nam du học, tìm hiểu về kinh nghiệm nông nghiệp để truyền lại cho người dân Angola. Tiếp xúc với Thiêm Quang Linh Vlog một thời gian dài, anh thậm chí có thể nghe hiểu và nói tiếng Việt một cách tương đối chuẩn xác. Đoạn clip chàng trai châu Phi trách móc những người phá hoại chiếc sạp của mình bằng ngôn ngữ của nước ta khiến nhiều người không khỏi bật cười. Lindo cho biết mình chỉ mới dựng chiếc sạp này chưa được bao lâu, thế nhưng khi quay trở lại chợ, anh đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện nơi buôn bán của mình đã bị phá mất. Quá tức giận, lại chẳng biết phải làm gì, chàng trai này chỉ đành buông những lời trách móc. Khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ phía dân tình. Hầu hết người xem đều vô cùng thích thú trước khả năng nói tiếng Việt của Lindo. Một số bình luận còn không ngần ngại đòi nhập tịch anh chàng về Việt Nam. Đáng chú ý, giọng nói của Lindo thậm chí còn mang đặc trưng của người Nghệ An, khiến ai nấy xem video cũng đều thích thú và cho rằng anh đã học lỏm từ Quang Linh. Chàng trai châu Phi thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ cách nói chuyện dễ thương và hài hước. Dân tình có thể thấy kể từ khi làm việc với Quang Linh, Lindo không chỉ có cuộc sống tốt hơn mà học thêm được rất nhiều điều, từ tiếng Việt cho tới những món ăn Việt. Thậm chí anh chàng còn thành công học lỏm món bánh chuối và cùng vợ đem ra chợ bán, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hai bánh được Lindo bán với giá 50 KZ, khoảng 3.000 đồng. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị tiền từ trước, ai cũng tranh nhau mua, dù món ăn chưa kịp chín. Thấy sạp đông khách, vợ chồng anh cũng vừa làm vừa tươi cười mừng rỡ. Cả hai tất bật không ngơi tay, nhờ đó mà chỉ chưa đầy 30 phút, họ đã hết sạch bánh, nhanh chóng dọn hàng về nhà. Không chỉ vậy, Lindo còn rất tích cực chăm chỉ học tiếng Việt. Chính nhờ sự chăm chỉ nỗ lực của chàng trai châu Phi cũng là một trong những yếu tố giúp thay đổi cuộc sống của anh, có thêm thu nhập. Quang Linh Vlog mời Lindo và lôi con đến Việt Nam để hoàn tất thủ tục. Team châu Phi đã phải mất rất nhiều thời gian cũng như chi phí. Theo kế hoạch dự kiến, anh chàng được nam YouTuber sinh năm 1997 đưa đến địa điểm nổi tiếng ở nước ta để tham quan. Trước đó, Lindo là người đã hỗ trợ Quang Linh trong việc xây dựng kênh YouTube. Sau khi mọi thứ dần ổn định, anh đã tách ra, lập tài khoản riêng chủ yếu chia sẻ về cuộc sống tại châu Phi. Dù khác quốc tịch, ngôn ngữ, nhưng chàng trai này vẫn được nhóm của YouTuber sinh năm 1997 rất yêu mến. Họ cùng nhau sinh hoạt, làm việc như người thân trong gia đình. Không chỉ vậy mà còn rất nhiều anh em Angola khác thuộc team châu Phi được truyền cảm hứng tích cực từ Quang Linh Vlog. Kể từ khi làm việc với nam YouTuber, cuộc sống của gia đình Lindo dần ổn định hơn. Bên cạnh đó, với tính cách thật thà, siêng năng, cùng với sự ham học hỏi, không khó hiểu khi Lindo được các thành viên trong team châu Phi cũng như nhiều người hâm mộ yêu mến. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.